Thưa quý vị và các bạn, chiều 27 tháng 7, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp đã tiếp xúc cử tri huyện Công Lông sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri đề nghị quan tâm nâng cấp tuyến đường giao thông đi từ xã Đắc Tăng của huyện Công Lông sang xã Đắc Côi thuộc huyện Con Dẫy để bà con đi lại giao thương thuận tiện kiến nghị Ủy ban dân huyện Công Lông tạo điều kiện bố trí quỹ đất để mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn Măng Đen. Khi triển khai bố trí tái định cư cho hộ dân cần lấy ý kiến chung của cộng đồng dân cư. Đối với lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng tại một số dự án triển khai trên địa bàn huyện, cử tri đề nghị cần thực hiện công khai với mức đền bù thỏa đáng. Cử tri kiến nghị quan tâm nâng mức phụ cấp cho đội ngũ nhân viên y tế thôn làng, cán bộ hội, đoàn thể ở cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ tại chỗ tham gia cấp ủy địa phương. Cử tri phản ánh một bộ phận cán bộ công chức còn nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, lĩnh vực đất đai trên địa bàn còn nhiều bất cập, dễ xảy ra tranh chấp, khiếu kiện. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Công Lông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, các quy định của pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận thống nhất trong toàn dân. Liên quan đến lĩnh vực đất đai, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao đổi thêm về kết quả triển khai các cuộc thanh tra kiểm tra và xử lý sai phạm đối với lĩnh vực này trên địa bàn. Khẳng định việc thực hiện công tác thanh tra kiểm tra toàn diện là điều cần thiết nhằm tạo điều kiện quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên đất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Công Mà Lông, một trong hai vùng kinh tế động lực của tỉnh. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, triển khai quyết liệt. Các ủy chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức hiện nay. Đại diện Ủy ban dân thị trấn Măng Đen và lãnh đạo huyện Công Lông đã trả lời làm rõ thêm những ý kiến kiến nghị của cử tri đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.